Thùy và cô Hiền Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Dạ, cô Minh ơi, ngày hôm nay thì con không biết là cô Minh sẽ làm món gì, nhưng mà nguyên liệu con thấy cái loại lá khá là lạ mắt đó cô. Cái lá này khá lạ đúng không? Dạ. Món ngày hôm nay cô làm thì sẽ có cái tên là ba rọi chiên lá chúc. Lá chúc? Ừ. Con nhìn hình dạng thì khá là lạ, mà bây giờ cái tên cũng lạ luôn, là con chưa nghe bao giờ. Chưa nghe bao giờ, phải không? Thì cái này nó là một cái họ của chanh. Thì cái này người ta còn gọi là lá chanh Thái. Thì khi nấu những cái món có lẩu thì nó sẽ có cái lá chúc này. Và lá chúc này thì thường khi mình cho vào món ăn của mình, nó sẽ có một cái mùi thơm rất là thơm của nó và rất là riêng. Bắt đầu thì mình sẽ làm từ cái gì ạ cô? Và bây giờ thì cô sẽ nhờ Thùy làm bầm ra cho cô một trái. Còn ba trái kia thì mình sẽ sắc khúc khoảng 2cm. Dạ rồi, bầm. Trời ơi, hôm nay con có nhiệm vụ hơi bị quan trọng là bầm ớt. Rồi bây giờ bầm đi nha. Trong lúc này thì cô sẽ xắt thịt ra. Dạ. Ở đây thì mình sẽ chọn thịt ba rọi. Để thịt ba rọi thì nó vừa có nạc có mỡ á, mình ăn nó sẽ ngon hơn, đỡ ngán hơn ha. Con bình thường mà nhà nhờ con đi mua ba rọi đó là con mua về thế nào cũng bị bà la. Không biết có khi mua đúng, có khi mua sai phải không? Dạ đúng rồi, kiểu như là mình chỉ cần thấy người ta để ba rọi thì mình sẽ mua thôi. Thường thì khi mình chọn ba rọi á thì nhớ nè, ba rọi hay là gọi là ba chỉ là nó có ba lớp thịt như vậy. Và mình lựa những cái miếng nó dính như vậy nè. Thì khi mình chiên hay mình làm đồ thì nó sẽ đẹp mắt hơn và ngon hơn. Dạ. Và cái màu thì nó có nào để mà mình nhận biết được là thịt sáng tươi và ngon không cô? Thịt tươi là những cái miếng thịt nó phải còn cái màu hồng của nó, và nó có một cái độ đàn hồi riêng, và nó sẽ không có một cái mùi hôi, thì nó thịt sẽ là thịt ngon. Và khi mua thịt về thì luôn luôn khi mình rửa là mình sẽ phải ngâm vào trong nước muối thời gian khoảng 30 phút. Dạ. Rồi mình cho vào đó một ít chanh hoặc giấm nữa. Rồi cô đã xắt thịt ra đây hết rồi nè. Thì món ngày hôm nay thì mình sẽ không ướp gì hết, mình sẽ bắt thịt này lên và mình sẽ xào ở trên chảo với một tí xíu dầu. Dạ. Rồi bây giờ thì cô sẽ mở bếp lên nè. Dạ, con bầm vậy là được chưa cô? Được rồi đó, nói là không biết làm mà cô thấy cái gì cũng làm gọn lắm nè. Đây nè, cô sẽ bỏ vào đây một tí xíu dầu rồi mình sẽ xào cái phần thịt này lên. Thì giống như là mình chiên vậy đó, để cho miếng thịt nó vàng lên và nó thơm lên. Lúc đó mình mới cho gia vị và tất cả những thứ còn lại vô. Dạ, trời, đúng là nhìn miếng thịt nó ngon, nó tươi. Cái lá chúc này là mình để nguyên rồi con, hay là mình có sơ chế nó? Lá chúc á hả? Lá chúc lát hồi mình sẽ ngắt nó ra làm đôi là được rồi Thùy. Dạ. Đây, đó, bắt đầu là cô sẽ xào nha. Cô có cần con ngắt phụ cô không? Ngắt mình cô đi nha. Cô sẽ bỏ vào đây nè, một muỗng cà phê hành tím ha. Rồi một muỗng cà phê tỏi băm nè. Lúc này bắt đầu thịt đã ra mỡ nè, cũng như là miếng thịt bắt đầu vàng rồi. Thì mình mới bắt đầu mình cho hành tỏi vô ha. Hành tỏi lúc này vô thì sẽ không bị cháy, còn nếu mình cho ngay từ đầu á là hành tỏi của mình sẽ rất dễ bị cháy ha. Dạ. Đó. Ôi con bứt cái lá này cũng thấy nó dễ thương quá. Rồi như đó là được rồi đó. Dạ. Rồi, khi hành tỏi bắt đầu đã thơm lên rồi thì bắt đầu cô sẽ cho nè, nước mắm vô ha. Ớt lúc nãy cô nhờ Thùy cắt nè, cô cũng sẽ bỏ vô đây luôn. Để cho nó được đẹp nè ha. Không quên cho vào đây thêm một ít đường nha. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá à. Bình thường con thấy mấy món ớt như thế là con không dám ăn đâu. Nhưng mà từ khi ăn những món của mình nấu thì bây giờ con không sợ nữa rồi. Rồi, bây giờ là cô sẽ bỏ những cái lá chúc vô nè. Mình sẽ chiên lại ở lần cuối cùng như vậy. Đó, mình sẽ đảo. Cái lá chúc này mình có dễ tìm ở ngoài chợ không cô? Ở các chợ đều có bán, nhưng mà mình phải đi những cái chợ lớn. Những cái chợ nhỏ thì nhiều khi là người ta sẽ không đem về, tại vì những cái lá này thì nó hơi đặc trưng. Dạ. Nên người ta sẽ tập trung bán những cái chợ lớn nhiều hơn. Nếu trong trường hợp mà con tìm không được lá chúc thì con có thể thay bằng lá chanh được không? Lá chanh thì khi mình bỏ vô đây thì nó sẽ không có mùi thơm giống vậy. Dạ. Thì mình có thể thay bằng lá quế nè, lá lốt nè, hoặc là mình sử dụng bằng lá móc mật, mình đều có thể sử dụng được hết. Rồi, bây giờ trời là đã xong ơi, rồi nè rồi. Trời ơi, mùi lá chúc nó thơm thiệt. Đó, lúc này thì mình sẽ đưa nó ra và chắc lại cái lượng mỡ ở trong thịt nãy giờ ra đó. Dạ. Mình sẽ chắc nó lại. Nào, bây giờ thì ra chuẩn bị cơm nè. Rồi dạ, cô cháu mình cùng thưởng thức nha. Dạ.
Trời cô ơi, cái mùi này nó thơm quá, cái mùi lá trúc này. Chắc là bây giờ mình phải thử liền. Rồi cô mời Như Thùy nghe. Dạ, con mời cô. Trời ơi cô ơi, trời sao nó lại ngon đến như vậy. Cái thịt thì nó thấm, nó đậm đà. Hồi nãy cô có nói là món này hơi cay, nhưng mà con cảm thấy là cái độ cay này con ăn được. Cô nghĩ là nhiều khi do mình thích nên mình bất chấp á. Đặc biệt là cái lá trúc này nó rất là giòn và nó quá xá thơm luôn. Quá tuyệt vời rồi, chắc con xin thêm miếng nữa nha. Trời ơi, ngon quá. Mình chỉ cần kiếm được lá trúc thôi là mình về mình làm một món này được rồi ha. Dạ, bây giờ con hiểu lý do tại sao là phải sử dụng lá trúc rồi. Có thể là mình không có thì mình sử dụng những cái lá khác, nhưng mà chắc là mùi vị nó sẽ không được thơm và ngon như vậy. Nó sẽ không có cái mùi đặc trưng của nó như vậy đâu. Dạ đúng rồi, quá ngon luôn. Rất là cảm ơn cô Minh ngày hôm nay đã đưa đến một cái món ăn vừa dễ làm lại vừa quá sáng ngon luôn. Và thời lượng chương trình đến đây cũng sắp kết thúc rồi. Như Thùy và Hiền Minh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có cái cách nào mà để bầm ớt cho nó... Thứ nhất, bầm ớt mình muốn bầm cho nó nhuyễn thì mình sẽ sắc mỏng, đừng có sắc dày. Sắc dày mình sẽ cực hơn.